bị tái mọi người. Đúng 3 tiếng 15 phút luôn các bạn. Khởi hành từ lúc 8 giờ cho đến bây giờ hiện tại là đến nãy mình mất giọng. Nằm mệt quá. Tháo giọng luôn. Định ngủ mà không bao giờ ngủ được. Rồi. Rồi mọi người theo chân mình lên lên bờ nha. Cái này vừa biển nước nước lợ sao vừa biển vừa sông luôn nên có lục bình. Máy xe trang nói chung mấy anh công an cũng ok, nãy mở cửa ra cho thoáng để cho anh em dễ thở, nãy ngợp cũng có nước nôi người ta cũng cho thuốc hút. Giờ là từ gạch từ bên đảo Phú Quốc đem về đây chắc giam hay gì nè, di chuyển. Khi các bạn đến nghe chuẩn bị phà mà cập bến đó, thường thường có sự rung lắc rất lớn nên mọi người nhớ cẩn thận, đừng bây giờ đậu mà sát cái đuôi xe, đầu xe. Rồi chuẩn bị đi nha. Xong cũng cành quá ha. Bị đuổi nó chơi sập sám rồi. Rồi theo cái anh hướng dẫn nha, theo anh hướng dẫn Trắng nha, anh Trắng anh kêu đi mới đi nha. Theo hướng dẫn của anh áo trắng à, nên không lên lên là không có giành giật với nhau, nói mong định về lại anh xe cam màu cam cam lên trước, xe bán phải lên trước. Theo hướng dẫn của anh đòi đi, nhích lên, nhích lên bu thắng đạp ra nhẹ. Ok mọi người, đó theo hướng dẫn của anh Trắng thôi. Xem đa này đậu thì cũng được. Rồi đạp ga nhẹ điều. Chào mừng quý vị đến lên bờ, lên đền mấy bữa nay thật là vi diệu quá đi thôi. À, nãy lên bờ nằm nãy giống con đâu ngủ được đâu. Rồi cái xe kia bị cháy gì nữa rồi. Trái còn khung luôn, trái còn khung luôn kìa. Các bạn trái còn khung luôn. Đừng đốt. Rồi, ok bye bye cả nhà. Giờ mình sẽ đi lên bờ mình kiếm chạm dừng chân mình ăn cái. Đó đói bụng rồi, 12 giờ mấy rồi, đúng 1 tiếng mấy luôn. Đi vòng bên kia. Đó. Ừ. Xe máy. Quên nào hướng dẫn. Không có thấy. Đẹp lại.
giờ đi tiếp. Ừ. Xong đó chạy qua đáng lẽ. Đáng lẽ là đưa chổng lên lên nắp cái bô luôn. Đúng không? Chạy ẩu. Rồi trái xong rồi phải luôn. Xe máy cũng đi ngược chiều, nó chán mấy ông này ghê thiệt. Về phải luôn nha. Cái bến đó không, cái bến này là gạch giá, gạch giá dạ. Không, bến bển á, ở bển là nó đi Hà, cái tuyến Hà Tiên, tuyến Rạch Giá ở bên đảo á, nhà tuyến Hà Tiên thì đi hướng Hà Tiên, còn Rạch Giá đi hướng như này, còn đây thì bến là bến qua đảo không à, bên này qua đảo chứ không qua Hà Tiên. Hai khu vực bên là Hà Tiên bên Rạch Giá, là mình đi qua Rạch Giá, còn bên kia đi qua Hà Tiên phải không? Dạ đúng rồi. À, coi như một bến nó đem nó bán cho hai tiếng đường, hai tiếng đường thủy. Thì giống như bến xe miền Tây vậy, thì một bến nó bán nhiều tiếng đường về các tỉnh, thì đây ở bển bến phà cũng vậy. Cao tốc cái mình ra quốc lộ mình đi à, mình đi quốc lộ ha. Hết cao tốc cái mình xuống ra cao tốc cái mình vẹo lại về ra quốc lộ về hướng cầu Mỹ Thuận á. À, mình vẹo về đường ngoài đi.
đang ở trong khu vực đây luôn. Dạ. Trong đây được. Sát quả dừ sát quả ừ đó để xe máy khỏi chen, sát vô với bê tông quá xe máy chen vút. Dễ trái vào Lạc Hồng. Thì ông chạy này kiếm ăn ở đây. Đâu, đúng rồi, đi kiếm quán. Xe luôn nha, vừa mắt liếc xe vừa mắt liếc kiếm quán luôn, tập cho nó quen. Đúng rồi, gặp mắt không phải liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, liếc cái cả cái đồng hồ luôn, đèn xanh đỏ. Đừng có để xe, thấy xe máy bắt trước đi nha. Xe máy lúc nào cũng vậy, đi sớm hơn mình nè, thấy không? Đó, xe máy là ba bốn giây là đi rồi, thấy không? Thấy chưa? Đó, rồi bây giờ mình mới đi nè. Cái khổ ghê không? Đợi xe máy đi. Ừ. Cứ thấy xe máy nhúc nhích cái đi theo. Giao thông lụm. Kiếm nào có tiền lụm. Sẽ đi hướng Cần Thơ về ha bạn, đi qua Vị Thanh. Vị Thanh về hướng Cần Thơ. Đây. Ok. Đợi đèn đi. Chừng nào nó có cái là mũi tên màu xanh mà đi thẳng luôn á, mình mới được đi. Ha. Rồi, mình đang trên đường qua Vị Thanh rồi. Qua thành phố Vị Thanh rồi. Đến thành phố Cần Thơ. Mình sẽ cho bạn này sẽ đi tiếng ngoài. Chứ không đi cao tốc C2 nữa. Cao tốc 2 đi về Cầu Mỹ Thuận, đi về quốc lộ 1A, có thể đi về quốc lộ 50 nha. Đúng không? Qua Mỹ Tho. Ủa? Đi quốc lộ 1A xong dầm xuống Mỹ Tho là quốc lộ 50 á. Đi vòng ngoài cái đi đường vòng bữa cũng được. Dạ thì bữa, bữa, được, bữa, bữa là được ngoài. Đường 26 nó có sự dao động lung lắc từ cấp 1 đến cấp 12. Rồi chút xíu thầy chỉ nghe nguyên tắc để vừa trái nếu mà đi nhanh hơn. Cần Thơ còn 14 cây số nữa, khoảng 14 cây số, 45 cây. Trái cái cây màu vàng vàng nó gục xuống đẹp lắm. Đoạn đường này quốc lộ là 61 nên các bạn có những
cầu thì các bạn phải cẩn thận. À, đến đó là phải giảm tốc độ, không giảm tốc độ là thấy cái cảnh liền. Đó là tân. Đồ
luộc ít nhẹ, nó cỡ nhẹ không cần mấy cái tạch tạch đâu, vừa kéo tạch cái xong ha. Tiến về Sài Gòn. Xác xuống luôn, hết đỏ luôn mới được ha. Bỏ xi nhan đâu đó. Trời ơi, thầy nhìn gái mà thầy còn biết mình sai cái gì nữa. Ủa lòng, cha vợ đừng nghe này nha. Giờ đạp ra đi. Có đội hình hả? Rồi, chỉ vô làn giữa. Lý do làn bên kia người ta sẽ quẹo nữa, thấy không? Trái là trung tâm thành phố Cần Thơ. Tốc độ nhiều hơn mà đạp biết không? Dạ không. Ờ không, đi 60 cho chắc cú. Mà nãy em như cái cục kia ở trong cái đường kia thì hết rồi. Hết rồi. Dạ. Cái đường trong mà không qua tới đèn xanh đèn đỏ thì không biết. Rồi, cứ đi 60 thôi. Dạ. Tại mấy xe sau cũng không dám chạy mà xe trước cũng không dám chạy nữa. Dạ. Đúng chưa? Thì nằm thấy mắt thấy tai nghe dù biển báo này nọ đi. Yeah. Nhiều khi ga nó bản nằm dưới kia nó bất cập lắm. Yeah. Mình lỗ thì nói, em lại thấy cái trong kia đó ra đó thì không thấy. Dầu dạ, ha, vừa đám cưới đỡ. Cậu cái da
trong thành phố mình mưa nha. Dạ, nó mưa. Mình đi thẳng lên luôn, trên cầu luôn. Em mũi tên để đi thẳng ra. Dạ. Rồi đạp ra. Đi giữa đó. Ta nói dưới đây ngoài khu dân cư. Tại giữa đường xấu quá thầy kêu cái bộ để cho đi chậm lại. Không có mấy mố cầu á, nó Hậu Giang với Cần Thơ chen. Ở từ thành phố Cần Thơ đi trong á, đi ra xong cái quẹo trái là đi đây về nè, thấy không? Tại thành phố Cần Thơ ngay chỗ cầu Ăn Chung á, ra đây xong quẹo trái rồi quẹo đây nè, đó là lối ra là tiến về Sài Gòn. Này thường cho biển xuống đây ăn vịt nó chao về. Đây mấy mố cầu thật ghê, tối mà đi xem đa bài lên luôn, tối mà đi mà không thấy được á. Kia nó đi gấp á, thằng ấy sao đi gấp, mình chạy cho nó đi gấp, mình cứ đi đường này chút xíu nó chỉ qua mình chạy thôi. Đi thẳng, tại sao có xe lên.
xe đã bị ban này không? Ban nằm giữa đường nguy hiểm. Cao trên 4 mét mấy là phải đi vòng bên kia, không đi vào chui xuống cầu. Nó sẽ không phải đi vòng bên kia, sẽ mới vòng bên kia lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn.